có thể thực hiện được đã thực sự cuốn hút các bạn trẻ. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình Góc nhìn cuộc sống, đã chọn ra những hình ảnh thật ấn tượng và đẹp mắt để mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một trào lưu hay còn gọi là mốt trong một bộ phận giới trẻ hiện nay, đó là trào lưu hip hop với vũ điệu của các rapper, âm nhạc của DJ, thời trang hip hop và graffiti hay còn gọi là tranh vẽ tường. Vâng, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hip hop. Anh bị hỏng, bị tập điện tập các kéo các kiểu, bị hỏng nó sơ à? Nó bị sơ hết rồi ghê. Xuống lại nữa. Thưa quý vị và các bạn, những động tác breakdance vốn rất công phu và khó có thể thực hiện được đã thực sự cuốn hút các bạn trẻ. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình Góc nhìn cuộc sống, đã chọn ra những hình ảnh thật ấn tượng và đẹp mắt để mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một trào lưu hay còn gọi là mốt trong một bộ phận giới trẻ hiện nay, đó là trào lưu hip hop với vũ điệu của các rapper, âm nhạc của DJ, thời trang hip hop và graffiti hay còn gọi là tranh vẽ tường. Vâng, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hip hop.
quần đùi. Tóc anh bị hỏng, bị tập các kéo các kiểu bị hỏng. Nó sơ, nó bị sơ hết rồi. Xuống lại, xuống lại, xuống lại. Trả lời.